điện thoại được đâu bây giờ. Chào mấy bà, chào các Khánh. Chào cả nhà, chào các tình yêu. Hello, hello cả nhà ơi. Chào các đồng râm. Vừa mới đưa con kia nó đi học về mấy bà. Chào mấy chị nha, em đây em đây. Giờ mà đi nấu nước táo đỏ để uống cho thanh diệt mạn gan. Trời thần. Em là nhà em là phải uống táo đỏ mấy bà. Lâu lắm rồi mới có tiền để mua táo đỏ để uống. Nhà mẹ bán nhưng mà vì nhà mình hết rồi con, nhà mình hết nên là mẹ mới bảo cô Phương cô mang về một cái gói táo đỏ này, nhưng mà lần này táo đỏ nó là của tập đoàn Samsung, cái này nó thay đổi mẫu mã nhỉ. Cái hộp trước nó màu đỏ và cái này nó ra màu này nha mấy chị. Đó, cái táo đỏ này đây, cái mẫu bao bì mới của nó cái này nha, 335.000 nha, 335.000 một hộp 1 ký. Mọi người lưu tâm dùm em này, cái táo đỏ này nó không phải là táo đỏ Trung Quốc mà mấy cái người ta bán, người ta không có nguồn gốc xuất xứ nha. Những cái dòng em bán đều đã kiểm duyệt nha, cái này của tập đoàn Samsung. Mọi người mua hàng phải cực kỳ lưu tâm này, trên bao bì sản phẩm này đây mình sẽ như thế nào. Cái này của tập đoàn Samsung nha, những người mà tìm hiểu về sản phẩm sẽ biết Samsung ở tại Hàn Quốc là một tập đoàn lớn nhất, cho cái việc mà để chứng thực được cái gọi là chất lượng sản phẩm nó như kiểu là một cái dạng gọi là kim bài miễn tử nha. Nên chị nào cái táo đỏ thì nó có quá nhiều công dụng rồi, mọi người đã quá biết về táo đỏ. Còn đâu những bà bầu nào ấy mà bị thiếu sắt, cái này là em kinh nghiệm đã tư vấn được cho rất nhiều mẹ bầu đó. Táo đỏ ấy mà những mẹ bầu một ngày ăn từ 2 đến 3 trái thì sẽ không cần uống thêm sắt đâu ạ. Đó, táo đỏ nhà em nha mấy chị, đang nhìn này đó, em để cho mấy chị dòm đó, mở ra nó thơm thơm gọi là nức mũi đó, thấy không?
cái quả táo đỏ mọi người nhòm á, của nhà em thứ nhất này là nó không bóng lửa như trên những cái gọi là TikToker hay những cái người review sản phẩm khác. Táo đỏ nhà em nó không bóng lửa nha mấy chị nha. Thứ nhất, táo đỏ nhà em nó chỉ rất bình thường thôi. Em không bán những dòng mà gọi là tốt mã rẻ cùi nha mấy chị. Đó, táo đỏ. Cái thứ hai là cái này, khi mọi người xé ra này, bên trong quả táo nó vẫn còn ẩm, nhưng mà nó sẽ không mốc. Đó, bên trong quả táo ẩm, ẩm mướt nhưng không mốc. Quả táo đỏ nhà em nó sẽ không có bị gọi là xịt những cái gọi là chất làm bóng nha. Người già cao huyết áp chắc chắn là uống được. Cái táo đỏ này này, mỗi một ngày mọi người đổ nước đây chị đi. Mọi người á, khi mà mọi người sử dụng táo đỏ là một cái nồi đấy, mang một cái ao rồi này. Em bình thường em sẽ nấu hai ao này, à quên, hai có khổ ghê đấy, mấy gì có. Nhưng mà hôm nay chỉ nấu một có thôi, sao có rưỡi thôi. Kiến nhà em mà uống táo đỏ nha. Những chị nào bầu bì là nên mua ký táo đỏ này. Thứ nhất, các chị hầm sườn, hầm sườn, hầm gà, hầm bò đều được nha. Mọi người sử dụng táo đỏ là cực kỳ hợp lý cho vấn đề là bồi bổ sức khỏe. Đó, nhà em mọi người thấy nha, mọi người sẽ thấy những người mà người ta bán táo đỏ ở trên mạng á, là họ chụp cái sản phẩm của họ bóng loáng và cái quả nó căng mọc. Đấy không phải là táo đỏ chuẩn Hàn Quốc nha mấy chị. Nhiều khi bảo là Tân Cương, Tân Đông, Tân Quy, Tân Quỳ, Tân Quý rồi thì em không biết. Nhưng mà em chỉ bán sản phẩm đầy đủ giấy tờ hóa đơn chứng từ, cộng với việc là chất lượng nó phải chuẩn. Đó, nhà em là không có cái dòng táo đỏ mà các chị nhìn thấy quả là bóng mọc ở trên mạng đâu. Cái quả bóng mọc trên mạng là không có, có phải là cái dòng nhà em bán nha. Đó, quả táo sẽ chỉ như này thôi nha mấy chị. Và nó không bị gọi là sộc cái mùi lên, không có. Và táo này khi mọi người xé ra, đó, quả táo này, quả táo nó sẽ có màu vàng nhạt xíu thôi. Vàng nhạt xíu. Và với bà bầu một ngày các chị sẽ ăn 3 trái. Một bà bầu ngày ăn 3 trái. Còn khi nấu nước các chị phải bỏ cái hột ra để tránh nóng nhỉ. Đó, một hộp này 1 ký là 335.000, chưa bao gồm phí ship. Nhà em cái này mọi người sẽ thấy ít khi em live stream lắm, bởi vì là cái 1 ký lô mà ship đi tỉnh, cái phí ship nó rơi vào 40-45.000 nha mấy chị. Một nồi táo đỏ này, bình thường em sẽ nấu táo đỏ với cả long nhãn, nhưng mà em thường nấu nhãn tươi. Đó, Trang bóc cái chỗ nhãn tươi ở bên trong ra, ở trong một tủ lạnh thì mình có. Nấu táo đỏ với nhãn tươi thì công dụng của táo đỏ là giải nhiệt. Giải nhiệt. Và những người nào á mà da mặt nó bị xám chít chao, chị thắm trần, da mặt nó bị xấu và xám á, thì mọi người uống cái này da mặt sẽ hồng hào lên này. Cái này gọi là hồng táo đỏ đấy. Em chỉ bán những cái gọi là em đã thẩm đây và thẩm thấu. Đó, quả táo bên nhà em rất là chắc, nó không bị ọp ẹp nha mấy chị. Không ọp ẹp nha. Nói không với những cái dòng táo gọi là đóng mác nhãn bao bì lởm lởm vớ vẩn. Nói chung là trước giờ thì cái bao bì cũ nha, là nó là cái bao bì này. Đây, em phải hay để lại cái hộp cho mọi người. Cái bao bì cũ là bao bì này nha. Bao bì cũ là bao bì đỏ này. Bao bì mới của nó là bao bì này nha. Các chị nhìn dùm em nha. Bao bì cũ, bao bì mới. Hiện tại nhà em vẫn còn mấy chục hộp của bao bì cũ, nhưng mà em mới về 500 hộp của bao bì mới nha. Em về 500 hộp bao bì mới, nên khi các chị nhận, mà nếu là cái hộp của cái này là còn của mấy chục hộp cũ. Cũ ở đây là gì? Cũ là cái lô hàng, còn cái này là công ty họ mới đổi bao bì nha. Em buôn bán xưa giờ là rất rõ ràng mạch lạc thôi nha mấy chị. Đó, táo đỏ nhà em là như vậy. Tập cái này là tập đoàn Samsung này. Đó, bao bì cũ mới đều là của tập đoàn Samsung nha. Không bán, nói không với những cái dòng gọi là Utulu trên mạng này, em không bán nha. Khi nấu táo đỏ á, mọi người nên nấu táo đỏ với nhãn tươi. Đó, còn khi mọi người hầm, thứ nhất là có thể hầm với sườn, hầm với bóc hột chứ bà. Chị bà hai, nấu với nhãn thì mọi người cũng bóc cái hột ra như mấy chị. Cái hột táo đỏ mọi người không nên ninh củng, bởi vì nó sẽ làm cho là gì? Nóng. Đó. Ơi con,
Vì con không cần về nhân viên cho nhân viên đọc nha, tại vì cái này con có hai cuốn lận, con có một cuốn ở trong kia thêm cuốn này là hai. Tại sao lại gì lại nhiều vậy? Con không biết, cô Phương mua lộn cái ngày lúc mà cô Phương mới mua báo cho coi là đã có một cái bộ này rồi, xong mà bây giờ cô Phương mua thêm cái này nữa là sao? Thế là cô Phương sẽ phải đề nghị của cuốn này cho mẹ. Chết rồi, mất cái ấy của cô Phương rồi. Kiến thích uống nước táo đỏ không? Thôi con nghe làm bài nữa. Nhai đi xong ngọt không? Ngọt không? Ngọt như nho vậy. Ngọt như nho á? Đó. Táo đỏ nhà em là như vậy mấy chị. Mọi con và mọi người nấu với sườn ấy. Mọi người nấu với sườn thì mọi người hầm đun sườn qua một nước lọc một lớp. Đổ cái nước đầu tiên đi, nó sôi lên đổ đi rửa sườn lại. Sau đó mọi người xé táo đỏ như này. Mọi người cho nấu với sườn nha. Đó, nhà mình còn bông cúc không Trang? Hết bông cúc rồi. Bình thường là em sẽ ninh táo đỏ, bông cúc và nhãn. Đó, nên là hôm nay hết bông cúc rồi. Để hôm khác em mua nha. Thì mọi người cũng rửa bông cúc và táo đỏ sạch. Xong mọi người cho vào cái nồi. Đun sôi lên rồi mọi người sẽ cho đường phèn vô nha. Đường phèn thì mọi người nên mua đường phèn của Quảng Nam, Quảng Trị gì đó. Là em thường thường em mua cái đường phèn là nó không có màu nha. Một em sẽ nấu khoảng 6-7 trái. 6-7 trái cho một cái nồi cỡ 2 cóng nước. Đó. Nấu với nhãn nữa thì sẽ là thanh mát giải nhiệt và làm cho những cái người nào có cái làn da mà nó chưa được hồng hào ấy, nó sẽ uống một thời gian nó sẽ hồng. Tại sao mà gái Hàn Quốc với gái Trung Quốc da mặt người ta hay hồng? Chính là người ta ăn những dòng sản phẩm mà nó ninh, được hầm từ kỳ tử táo đỏ. Còn mình ấy là với cả là cái táo đỏ nó sẽ nâng cái sức đề kháng. Còn đây là, còn cái này nhà em là để sâm. Đấy, bây giờ em kể cho mấy chị nghe. Cái sâm này này là 850.000, nhưng mà chị nào mua cái livestream này em bớt mấy chục là 795.000 nha. Cái này là em biết trong cái chuyến đi Hàn Quốc cách đây 3 tháng đã mua 3 set về để uống. Thì 3 set về là em để cho người nhà em uống, là người già. Chị em như con trâu thì em uống cái gì? Nhà em không có uống mấy cái này. Em khẳng định lại là em không uống, bởi vì là em như con voi. Nhà con voi không uống cái này, uống nhiều khỏe quá không biết làm gì. Đó. Cái này là mọi người thấy không? Em mới mang ra cho bà già em thêm. Cái gì? Bà ra đây câu gì bà ra đây? Bà ra đây, bà nói cái câu gì, mẹ là con voi thì sao? Mẹ không phải là con voi, mẹ là con hổ, tại vì mẹ là con hổ. Mẹ là con hổ rồi sao? Tại vì mẹ hay quát người. Hay quát người? Vì sao mẹ quát? Đi ra ngoài. Trời thần. À, cái sâm này nha mấy chị, cái sâm này là cực kỳ siêu khỏe. Thêm đi. Chào tí măng lăng. Ôi giời, em đâu có làm từ thiện đâu chị ơi. Em không có làm từ thiện đâu, giờ em chỉ có đi ăn đi nhậu thôi, từ thiện gì tầm này.
cho lên bếp đun đi chăng. Cái nhung yêu này là em phát hiện ra từ mấy tháng trước, nhưng mà cái dòng sản phẩm này là người ta, cái dòng sản phẩm này là cái dòng sản phẩm tại Hàn Quốc người ta đã xuất khẩu đi, xuất khẩu đi 15 nước nhà, chứ không phải là đến bây giờ. Nhưng mà cái giá ở bên Hàn Quốc, nếu mà chị mua một hộp tại Hàn Quốc mua lẻ á, nó sẽ rơi vào khoảng 1,150,000 đến 1,200,000. Cái này được gọi là nước nhung yêu hồng sâm Goriel nha. Cái này là đọc tiếng Hàn cũng có đọc nổi, nước nhung yêu hồng sâm Goriel. Cái thành phần điều chế chiết xuất của nó từ nhung yêu sạch nha. Nhung yêu là rất quý nha, nhung yêu là rất quý. Và cái này, nhung yêu của nó đã được kiểm tra tỉ mỉ qua 9 bước, với tỷ lệ độc quyền nhung yêu được thu hoạch từ những cá thể hươu khỏe mạnh nhất. Vì hươu của nó thu hoạch cái nhung yêu đó là từ hươu thiên nhiên nha. Từ hươu thiên nhiên nên hồng sâm, và nó được làm chiết xuất từ hồng sâm 6 tuổi. Ở Hàn Quốc nó có sâm 6 tuổi đấy, và có hồng sâm 6 tuổi. Thì giống như cái sâm nghệ mật ong bên em, nó cũng làm từ sâm 6 tuổi, sâm 6 năm. Nên là cái sâm nghệ nó cũng rất là bồi bổ sức khỏe, làm cho cái cơ thể của chúng ta cường tráng, khỏe mạnh. Và nhất là với những người mà yếu, bệnh lên, ốm lên, và những người cái đề kháng kém, là nên sử dụng, một là sâm nghệ, hai là sẽ uống cái này gọi là nhung yêu hồng sâm. Đó. Và cái sản phẩm này này, nó được kết hợp từ thảo dược gồm táo đỏ. Đó, nó được làm từ táo đỏ nha. Táo đỏ của nó chắc chắn phải, cũng phải là táo đỏ của tập đoàn Samsung như thế này. Từ táo đỏ, sắn dây, ngải cứu, cây bạch chỉ, cây thiên cung, hoa mẫu đơn. Đấy. Cây cắt cát, cây cắt cánh, cây địa hoàng, cây phượng thảo, gừng, xương cựa, quế, phục linh, cam thảo, mật ong nha. Cái bạn, cái hộp này này, mọi người mà đi mua tặng cho ai đó, tặng cho bà bầu sau sinh, tặng cho người ốm dậy, thì mọi người đã thấy cái hộp bao bì của nó rồi. Nó, cái quy cách làm cái hộp này này rất là xịn sò. Em phải nhập từ một cái gọi là một cái công mà về chia lại cho các chị em để cùng bán ấy, thì mới có cái giá tốt. Nên khi mà nó đã là một sản phẩm tốt thì phải gọi là liều mình, giống như trà giảm cân mọi người thế. Như Hà Thủ Ô nhà em là em nhập một lần 10.000 hộp. Trà giảm cân 10.000 set mới có giá tốt để bán cho mọi người. Thì cái gì mà nó tốt thì phải ôm, người ta gọi là ôm hàng. Chào anh Phạm Lâm ạ, tuyệt đối là em không bán những dòng gọi là live stream xả kho làm có tên em. Ở đời không có cái gì rẻ mà tốt cả nha. Công dụng của cái này là bồi bổ sức khỏe toàn diện, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Nó giải độc gan thật nha, giải độc gan thật. Nhưng vì em uống cái thải độc gan của Úc rồi nên em đâu có cần phải uống cái này. Nhưng cái này là em đã biếu cho người lớn tuổi bạn, là mẹ của bạn và bà già em uống nha. Nó sẽ giúp tăng cường chức năng gan thận, lợi tiểu bổ máu, tuần hoàn máu, giúp cho huyết áp ổn thận, ổn định, lưu thông khí huyết, điều hòa mạch máu. Nên những người sử dụng sản phẩm này, nhất là người già, những người bị bệnh huyết áp của người già, những người bị bệnh tiểu đường gút, hay những người bị vấn đề là thiếu hụt về chất và hấp cơ thể hấp thụ kém. Vì cái sản phẩm này nó là dòng dạng nước nha. Nó là dòng dạng nước nên khi mọi người sử dụng nó, đây quy cách của nó là như này. Một hộp này của nó là 6 hộp nha. Một hộp là 6 hộp. 6 hộp này là mỗi một hộp sẽ là 5 gói nha. Với những người nào mất ngủ kinh niên nha. Những người nào mất ngủ, xì chết, bị trầm cảm, thì là những cái neuron thần kinh của chị đã quá căng thẳng nha. Nên sử dụng cái gì tóc kiểu trẻ đẹp. Và các anh em chị, những người già suy nhược cơ thể, lao động chân tay nặng nhọc cần sức bền, những người lao động trí óc hay ủ mưu hay chiến đấu kẻ thù như em, thời điểm này là chắc em cũng phải uống để mà chiến đấu với cuộn con, vì mẹ của chúng nó đang bị gọi là yêu cầu giám định tâm thần. Nên là hàng ngày đấy, từ chiều đến giờ có mỗi cái live stream đấy thôi mà chúng nó chửi em quá trời quá đất các chị ạ. Nên rằng là cái này nó tăng cường sức khỏe. Mọi người lưu tâm này, mở cái này ra. Khi mọi người mở cái này ra, mọi người phải lắc đều, mọi người thấy không? Em không bán lẻ nha mấy chị. Bán lẻ mọi người nghĩ xem, một cái này trung bình, một cái này nếu mua tại Hàn Quốc là 1,150,000 đến 1,200,000 thì sẽ suy ra là 6 hộp này là 200.000 một hộp. Nếu chị nào muốn mua lẻ cái này em phải bán 200.000 một hộp nha. Chị nào mua lẻ một hộp 5 gói sẽ là giá 200.000. Để các chị uống thử nha.
mới một ngày một gói, và trước khi dùng này mọi người lắc lên, và cái này sẽ ngon hơn. Đó, cái này sẽ ngon hơn khi mọi người để nó trong tủ mát. Em nhắc lại nha, một set này nếu như các chị mua tại Hàn Quốc là 1,150,000 đến 1,200,000. Mua bình thường không phải trong cái live stream này, mà các chị mua trên web nhà em là 850,000. Nhưng cái hộp này nó là hộp nặng nha mấy chị. Nó nặng nên là em nói với các chị là vì nó bị nặng ký nên cước một hộp này là 1,500 lận. 1,500 lận. Nên là em sẽ bớt cho mọi người 850,000, em để giá là 795,000. Các chị lưu tâm dùm em nha. 795,000. Lúc chiều có xem live của Trang không thấy cuộn con vào. Chắc cuộn con đã nhận ra, nó chưa nhận ra đâu. Facebook là bóc tương tác lên chúng nó chưa nghe thấy thôi. Bà cứ tin tôi, 3 ngày nữa sẽ vào chửi liền này. Mọi người khi dùng lắc lên nha. Để ngăn mát tủ lạnh, khi dùng lắc lên cho em nha. Mỗi ngày một gói nha mọi người. Đó, một người nên sử dụng một ngày một gói. Những người bị nóng trong nóng gan là nên sử dụng cái này. Em thì là đã có thải độc gan nhà em rồi, bao la tình nồng, không vấn đề nha. Nên khi các chị sử dụng cái này này là các chị nên để trong ngăn mát tủ lạnh. Cái này nó có một cái tác dụng cực kỳ cao, đó là chống sơ cứng động mạch và tăng khả năng miễn nhiễm nha. Nó chống lão hóa, tăng khả năng sinh lý với những người đàn ông mà sinh lý yếu, hay đàn bà mà bị lãnh cảm, hay là mà bị ấy, là cái cơ thể mình bị suy nhược rồi mình không hưng phấn gì đó, là mình uống cái này đó. Những người nào mà hay ăn nhậu thì nó sẽ giúp cho điều hòa đường ruột và dạ dày đó, bồi bổ thần kinh. Những người nào mất ngủ nha, mất ngủ trầm trọng mà cơ thể nó bị suy nhược về, gọi là kiệt quệ về đầu óc ấy. Có nhiều người giống như em, cũng có một thời điểm ấy là em ngủ không được, em nằm mắt em trong trong, mắt cứ nhìn mẹ lên trên nhà mà bị mệt, bị căng mắt, nhức cốc mắt nha. Cái này nó sẽ bồi bổ thần kinh, chống mệt mỏi, giảm stress, giúp cho những người ngủ không tốt ngủ tốt, giảm rối loạn thần kinh và ngủ không say giấc, là cái này. Thì cái này thực tế là khi sang Hàn Quốc cái đợt vừa rồi ấy, của đoàn phim ấy, là em đã tìm hiểu nó, mua 3 hộp về và phải đưa cho cái người bị, mẹ của bạn em là bị mất ngủ trầm trọng, chứ bành tú nhà em thì ngủ như heo. Bành tú đặt mình một cái là chưa đầy 10 phút khò. Nên bành tú là không có nhu cầu để dùng cái này để giảm xì chét, vì bành tú không có gì để xì chét. Chỉ là muốn bành tú uống cái này vì bành tú ăn không chịu ăn, mặc không chịu mặc, tiết kiệm, kiệt sỉ. Suốt ngày mua 3 lạng thịt lạc để rang, để với cả rau muống luộc với cà pháo đậu hũ, chán chết. Nên là muốn bà già uống cái này. Chào chị Thủy Lê. Muốn bà già uống cái này để cơ thể bà già được bồi bổ. Vì cái này nó dạng nước nha. Chắc tôi phải xé một hộp, tôi cho bà giòm cho chị cái ly màu trắng nhỏ nhỏ. Đó. Cái này em sẽ bán 795,000. Cái ly nhỏ nhỏ màu trắng, trắng trắng ở đây. Thôi đây. Cái ly này, thôi, cái ly này sang quá. 795,000 nha mấy chị. Đây, vẫn choáng váng mặt mày, chưa khẩu ra. Để cho mọi người nhìn cái chất liệu của nó nha. Cái gì mới kéo qua. Bốc bốc chỉ cục đá cho. Đó, đây. Em nói chung là cục đá. Đó, đây. Cái này nha. Em muốn khỏe quá, không biết làm chuyện gì với cuộc đời. Đó. Nó chỉ có từng đây mil thôi nha. Một hộp này, một gói này là hàm lượng của nó đây. Cho chị miếng vào đây. Nó không khó uống đâu. Thơm đúng không? Cái này là hôm trước ấy là đã uống ké và tún rồi. Khỏe như trâu hôm sau leo lên tử mày như con ma luôn. Cái này là hôm về với bành tún là uống ké một gói, ngày hôm sau leo lên tử như một con ma. Đấy. Cái này 30 gói nha. Đó. Mọi người cho vào nước đá uống. Đó, đây. Thôi tôi uống thôi, nói chung ấy là chị nào mua lẻ một hộp 5 gói này là 200. 2 chia 5 mấy nghìn, 4 5 20 là tương đương ra là 40,000 một gói, nên gói lẻ. Nhưng mà các chị nên mua một hộp này 795,000, coi như 800 chia 6, học toán hơi ngu. 8 chia 6 là 100 mấy trăm tử à? 8 chia 6 quá đơn giản. Thôi, bà mời bà học bài đi. Nên là chị nào có bố mẹ
người lớn tuổi. Bởi vì tại sao em lại, cái này và sâm nghệ, cái công năng của nó là ngang nhau, nhưng tại sao em lại bán cái này? Bởi vì một hộp sâm nghệ các chị cũng dùng được một tháng à. Một hộp sâm nghệ cũng dùng một tháng, và cái này cũng dùng một tháng nha. Cái này cũng dùng một tháng, nên khi em xài cái này thì em thấy rằng nó tiện lợi ở điểm là các chị sẽ cầm được đi nước ngoài, đi du lịch, và cái này uống liền tù tì. Đó, cái này ấy, một hộp này là 5 gói. 5 gói là bán lẻ là 200.000. Bán lẻ một hộp này là 5 gói là 200.000. Các chị uống thử mà xem. Em nói em uống rồi, em leo yên tử như một con voi, như một con trâu. Bởi vì mặc dù tối hôm đấy là còn uống rượu, cái tối của cái ngày 12 tháng 2 ấy, là em nhậu sinh nhật tiền, sinh nhật Hà Nội. Rồi là em về khách sạn, em làm lăn ra em ngủ. Về đến khách sạn là 12 rưỡi 1 giờ sáng. Em ngủ đến 4 giờ sáng là em đã lên đường, em đi Yên Tử. Và em leo như một cơn gió, em ngủ từ Hà Nội xuống Yên Tử 3 tiếng rưỡi. Đó, em uống cái này đó, như một cơn gió. Bình thường em khỏe rồi, nhưng mà khi mình nhậu nhẹt vào ấy, mình rất là mệt. Nên là khi mình uống cái này ấy, là nó khỏe. Nên các chị mua cái này nên mua một set về mình biếu cho mỗi người một hộp nhỏ. Một hộp này 5 gói, rất là sang trọng lịch sự nhé. Thị trường người ta bán cái này tầm 850 đến 900. Nhưng mà em nói rồi, em đã bảo em đã phải chung để ôm một container chia cùng người ta bán. Thì em lâu lâu em livestream cho các chị, để các chị có cái, để các chị biết là các chị mua cho người thân gia đình nha. Cái này có giá là 795.000. Và em lưu ý mọi người nha. Rồi thơm dã man luôn. Mọi người không nên uống buổi tối. Đêm nay là em thức chọn đêm nay nói chuyện với các chị. Bởi vì cái này mà uống cái gì? Cho con miếng thôi, tôi chết đây rồi. Uống xong rồi tôi để sáng mai nhá. Ra đây ôm nhỉ. Con ngửi miếng các bạn. Tại vì con không nói mẹ uống mất rồi. Sáng mai nhá, sáng mai dậy uống nhá, ok chưa? Ok chưa con yêu? Cái gì? Tình yêu của mẹ nồng say ơi. Không uống buổi tối, uống buổi tối nó khỏe quá, đêm không ngủ được. Tình yêu của mẹ. Tình yêu của mẹ nồng say. Đâu. Có làm bài chưa làm xong nữa. Nên là mọi người xôi chưa? Đó, đang đun hồng sâm táo đỏ. Nên là mọi người sử dụng cái này, mọi người liên hệ bên em nha. Cái hộp của nó rất là sang trọng này, sang xịn bị này đấy. Cái này tôi uống luôn rồi, tôi chết rồi, xé rồi, tôi uống luôn rồi. Chị nào mua lẻ một hộp là 5 gói sẽ là 200.000. Còn mua một set luôn là 6 hộp nha. Là 6 hộp là có giá là 795.000, coi như 800 đi. Chưa phí ship, và em lưu tâm nha. Cái này nó đặt 1,5 kg nha. Đó là chị đi mua tặng lại quà tặng, không biết tặng gì. Giá thị trường nếu các chị nhờ, các chị đi sang Hàn Quốc du lịch không bao giờ các chị sợ ta biết. 1,2 triệu, có những người mua về người ta bán 1,3 triệu. Bởi vì người ta là mua sách tay. Còn em là đi hàng hóa đơn công ty chứng từ, nhập chính ngạch, và nó đầy đủ hóa đơn chứng từ cho các chị nha. Em không buôn bán tùm lum tà la, em không xả kho cho ai bao giờ. Nhưng mà các chị biết tính em rồi, lúc này gửi tiền ngân hàng cũng lời, mà bây giờ thì mua bất động sản thì không lời. Em sẽ dùng tiền để em nhập một công, em bán cho mấy chị. Đó, cái này cực kỳ sang. Em bảo rồi, em chỉ bán cái em xài, mẹ em xài, gia đình em xài. Còn em không bán những thứ em không xài. Đó là nguyên tắc của em. Nên em từ xưa đến giờ em đã không bao giờ nhận live stream những cái sản phẩm mình không xài. Đó là nguyên tắc của mình nha các chị. Nên chị mua cái này, các chị mua cái này chụp hình lại, inbox cho bên em nha. 795.000 ở giá này. Ok, ok là con 33 chưa? Đó, nhung hiêu nha. Cái này là nhung hiêu. Ok chưa này? Không sang, không xịn, không bịn, không ăn tiền. Không sang, xịn, bịn, không ăn tiền. Ok là.
Đó. Hộp cực kỳ lịch sự, cực kỳ thích. Trời ơi, em bán hàng là anh Phạm đang hơn biết tính em rồi. Em buôn bán là phải rõ ràng, mạch lạc lắm. Em không bán tùm lum tà la. Con Thảo nhà em bầu, em phải đưa cho con Thảo uống cái này. À, ăn cái này này. Ui, chết mẹ. Ghê rồi. Kể mấy bà nghe tôi khổ ghê. Bà Nhung nhà tôi, em thật sự em cũng bó tay con em gái mình. Cuộc đời ấy, nó trần đời ai oán con Nhung nhà em. Thật sự mấy chị luôn, nó là một người nhiều khi em không hiểu là tại sao nó nghĩ như vậy. Em là sinh ra và lớn lên ở làng Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Em gái của em á, nó thích ăn bưởi diễn. Ai ở đây khẳng định cho em cái làng Xuân Phương và làng Phú Diễn nó cạnh nhau. Em học trường cấp 3 Nguyễn Thị Minh Khai, làng Phú Diễn. Trời thần thiên địa, cuộc đời em nó thật mấy chị này. Bán cái quả bưởi này nó lời mấy nghìn hả các chị? Bán cái quả bưởi nó lời mấy nghìn mà bà Nhung bà đi nhập 500 quả bưởi diễn về. Bà bảo em là mày live stream bán bưởi cho tao. Em hỏi mấy chị là bán mấy quả bưởi thì bán bún đấy, kêu nó là bán mắm tết cho mọi người để mọi người mua mắm tết về ăn cơm thì nó không chịu bán. Nó kêu là ai chuyển khoản tiền nó lấy dùm. Đấy mà nó đi nó nhập 500 quả bưởi diễn về. Em hỏi mấy chị xem là trần đời này có một con Nhung nhà em nó đã đam mê chó là mình đã ghét rồi. Lấy cho mày cái bừng cái tóc. Đam mê chó là mình đã ghét rồi, giờ nó còn đi buôn bưởi. Sao nó bảo em là tao cho mày 20 quả bưởi, mày live stream mày ăn bưởi mỗi ngày cho tao. Trời thần thiên đi. Đây em hỏi với chị này. Đây em hỏi với chị là bán một quả bưởi thì lời bao nhiêu tiền. Nó đem cho em 20 quả bưởi, nó bảo em là mày ăn đi, mày live stream mày bán bưởi cho tao, tao lấy về 500 quả. Anh chị nào đến bún đậu em xin các anh chị mua ủng hộ. Để cái dịch kế bên cho đỡ ế. Cái gì ra đây, nói cái gì, cái gì? Để cho cái dịch kế bên cho đỡ buồn. Đó. Buồn đó. Trời đây. Trời thần thiên địa. Ai tặng đây? À, người ta sẽ nhập cái gì thì đánh đó. Đấy, em nói với chị này, nó bán bưởi cho mấy chị. Em nói với chị là bưởi diễn là bưởi tiến vua đây mấy chị. Bưởi diễn là bưởi tiến vua. Chị nào mua bưởi nó có quả 45.000, 55.000, 65.000, 75.000 ra. Em nói thật với chị này, bưởi diễn thì trông nó không được đẹp mã nha. Trông nó không được đẹp mã, nhưng mà nó rất là ngon. Càng để lâu thì nó càng xuống nước nha. Nên là anh chị nào ghé ăn bún đậu, vui lòng mua, ủng hộ một trái bưởi.
Có trái 45.000, trái 55.000, trái 65.000. Hộ em cái, em thật sự em bó tay và bế tắc bà dì Nhung nhà em rồi. Đấy, tí về nhờ. Để một quả lại để con bưởi. Trời ơi, Kiến ơi, đây là 20 quả bưởi. Ở đây là dì Nhung yêu cầu mẹ con mình ăn bưởi nha. Và quảng cáo để bán được 500 quả bưởi bà ấy nhập vô. Vậy dì Nhung mua cho con nguyên một sóc bộ, cô Tiên Xanh đi rồi con bán luôn hết cho. Ủa, cái gì? Mua sách cô Tiên Xanh con bán hết cho á? Mua hết thì luôn dùm con rồi con bán cho. Bộ đồ chơi cô Tiên Xanh đấy. Mua hết hộ con luôn rồi con bán cho. Ê mọi người ơi. Ok. Mọi người mua bưởi với hashtag mua ủng hộ Kiến, mua bộ truyện cô Tiên Xanh là cái bộ gì trời thần? Bộ đồ chơi cô Tiên Xanh bé Kiến thích lắm. Bé Kiến chỉ còn thiếu một cái cuối thôi nhưng mà bé Kiến không thật đấy. Yêu cầu mẹ con nhà cha ăn bưởi giảm cân, Kiến không cần giảm. Kiến đáng yêu lắm rồi. Kiến đang ăn bổ tì đấy. Đi ra lấy bổ tì xuống ra đây nhìn đây. Con ăn không ạ? Mang bổ tì ra đây. Mẹ thì cần giảm cân, con phải ăn bổ tì tăng cân. Khổ quá, thích bộ truyện tranh cô Tiên Xanh. Chiều nay mẹ mua 4 bộ rồi. Còn một bộ là cái hình nào mẹ không biết. Đó. Nên chị nào ha, chị nào mua bưởi ghé ăn bún đậu mua bưởi ủng hộ em. Còn các chị ở tỉnh thì rồi em có biết ship nào cho chị luôn. Trời ơi các chị ơi đây, bưởi diễn nhà em là thơm như thế này đây. Đó cái này em nói thật chị này. Đó các chị về với chị muốn để mà mình thắp hương mình để được lâu á, là các chị sẽ lau bằng rượu trắng nha. Các chị không lau, không rửa nước nha mấy chị. Bưởi mà muốn để lâu là mọi người sẽ lau bằng rượu hoặc lau bằng nước sạch thôi. Dùng khăn lau bằng nước sạch, không sử dụng, không dội nước lên òm òm nữa nha. Dội nước lên òm òm mà nó sẽ bị hư nha mấy chị. Dội nước lên òm òm là cái quả bưởi nó hư nha. Đó. Đây này, em lau đây này. Đó. Khổ tâm bây giờ em trưng lên tí nữa em về nhà em thắp nhang con Nam Mô A Di Đà Phật. Để yên cho mẹ nào. Nào ngồi yên để mẹ lau cái gì? Bố con lau. Đây con lau một trái đi. Bưởi các chị mua nha, liên hệ nhà em. Bưởi diễn chỉ có mùa này có thôi, bởi vì là cái mùa mà Tết với sau Tết nó mới có. Nên là chị nào thương em không có nó không cho em tiền đi lịch đi Nhật du lịch đâu đây này. Đấy bưởi nha. Mọi người không sử dụng nước rửa nha. Mọi người lau. Đó. Đó, thấy chưa? Bưởi này này, bưởi của em là siêu đẹp, siêu sạch. Đây bưởi diễn nha. Có rất nhiều dụng, có rất nhiều nhiều gọi là gì? Rất nhiều nhiều gì? Nhiều vườn, người ta buôn bưởi là người ta phải buôn gọi là nó buôn bưởi này từ trước Tết đấy mọi người. Nó mua nguyên một cái vườn bưởi. Nó mua 500 quả. Nó bán từ trước Tết rồi nó còn ế 500 quả. Con này nó ghê thật mọi người ạ. Đó mọi người lau này. Con lau có 3 lớp. Bưởi là siêu thơm nha mọi người đây. Mọi người ơi, cái bún đậu cô Khang ăn bún đậu mua cho em quả bưởi. Em quá khổ rồi. Em khổ lắm rồi. Giờ nó bắt em đi bán quả bưởi luôn mấy chị. Nó bảo em là tao thích. Ừ thôi mày thích tao cũng phải đành chịu. Vì trời không chịu đất thì đất chịu trời. Chứ giờ biết làm sao chị. Đó, các chị mua bưởi ghé bún đậu cô Khang ăn bưởi. Mua ăn bún đậu xong mua cho em quả bưởi. Về thắp hương thơm lắm, một quả này thơm á. À mọi người để quả bưởi này được 2-3 tháng nhé. Nó sẽ quất xà lai tai lợn lại nhưng mà rất là thơm. Đó. Đó lau rồi thôi à, đó, đẹp như một giấc mơ. Tôi khổ thật sự luôn. Bà Nhung nhà tôi. Này Kiến này. Lau đi để mình đặt mày khổ lắm. Không tài nào vừa làm nó được nữa này. Con sửa đi chứ, ngủ đi. Thôi không cho, sửa quá. Trang bê đây cho bà thôi chị. Bê bàn kia. Đấy, bê ra bàn. Đó, chị nào mà ghé bún đậu nha. Ăn bún mua ủng hộ em quả bưởi và nói rằng là xem livestream của Trang mua bưởi. Để nó còn biết là do công sức của em. Chứ nó bày ai mua trời. Tuyền Lê ơi, mày kêu tao đừng chửi khiêu có trẻ em mày làm tao buồn cười quá.
Mày yên tâm, con tao và con mày là khác nhau nhiều lắm. Đó. Mua bưởi inbox em nha. Đó. Quá mệt mỏi rồi. Mày tháo chị ra đi chứ. Đấy, nó cho mình đấy. Thảo nào sau ở bưởi quá nó sạch thế, nó đẹp thế mà. Nó chụp cho mình, nó đẩy cho mình đen xì hóa ra quả bưởi này. Nó chảy tại vườn đấy. Mọi người lau này này. Người nào kỹ hơn mà được muốn đẩy được 2 đến 3 tháng mà lau một phần, lau rửa sạch xong. Nếu mà người rửa sạch xong, mọi người sẽ lau bằng rượu trắng. Đó. Khổ mẹ, quá khổ bà Nhung của tôi. Bó tay chấm con với con đấy. Kêu là bán mắm tép chưng thịt, bao nhiêu người hỏi mua thì nó không chịu bán. Nó kêu là mắm tép chưng thịt phải đi xích gì, xe đò này kêu rồi. Mắm tép chưng thịt thì vẫn bán được, bởi vì xích bưu điện được mà, 3 đến 5 ngày để bên ngoài bình thường. Mọi người mua mắm tép chưng thịt chờ em. Bỏ quả dưa trong tủ lạnh, để quả này lên chỗ này đi. Kiến rất thông minh và năng động, hòa đồng với các bạn trời. Kiến là cu te phô mai que và các bạn. Cái gì? Để ra đây. Đó, thì các bác làm gì các bác làm đi nhá. Bưởi nó sẽ tùy vào trái 45, 55, 65, 75. Bởi vì giống như kiểu theo quả to, quả nhỏ ấy. Em đi nha mấy chị. Em đi tắm cái. Bye bye cả nhà nha, đi tắm cái nha. Cái nick Trang Trần đang xem con Trần Thị Nhung nha, Nhung. Ta đang live stream này, Nhung ơi. Mày tưởng tao nhìn thấy mày à? Nick Trang Trần đang xem, đang dùng nick của em mà xem. Đó, bưởi nha các chị gái, bún đậu cô khàn. Còn quả bưởi này mà bảo đi ship tỉnh thì thôi, một quả bưởi 45.000. Các chị phí ship 35-40.000 chắc chết mẹ à, thôi thôi nghỉ khỏe. Nên em chỉ cầu mong những chị nào ở Sài Gòn ghé ăn bún đậu mua dùm em. Để nó cho em tiền đi chơi, đi Nhật du lịch. Bán 500 quả bưởi này chắc đéo mua được cái gọi là một bữa cơm bên Nhật. Em chuẩn bị đi Nhật rồi đấy mấy chị. Bán bưởi không biết đến bao giờ đủ tiền đi Nhật. Bye bye mấy bà nha. Em đi đây. Đấy, bưởi tươi xanh không? Tươi xanh như nồi canh. Đi nha mấy bà. Bye bye.